Những ngày qua, Ngô Thanh Vân tận dụng thời gian nghỉ ngơi, trở về thăm Na Uy. Trong ảnh, người đẹp thả dáng ở thủ đô Oslo. Cùng thời điểm với Ngô Thanh Vân, Huy Trần cũng khoe bức ảnh nắm tay bạn gái và check-in ở Oslo, Na Uy. Họ thưởng thức bữa ăn trưa, uống cà phê và ngắm nhìn thành phố. Theo bạn gái về thăm quê hương thứ hai của cô đồng thời ra mắt gia đình cho thấy mối quan hệ của cặp đôi dần có thêm những bước tiến mới. Dù gắn bó bền chặt, họ chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm của mình. Na Uy là nơi Ngô Thanh Vân đã gắn bó 10 năm. Tuổi thơ, kỷ niệm là kho báu vô giá để đúc kết nên mỗi con người chúng ta. Gia đình thứ hai của tôi ở Na Uy là những người cho tôi cảm giác hạnh phúc vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nữ diễn viên từng bộc bạch. Tại châu Âu, dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, người dân được tiêm vaccine nên cuộc sống dần trở lại bình thường. Do đó, Ngô Thanh Vân và tình trẻ có thể thoải mái khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng ở đất nước Bắc Âu này. Chuyến đi giúp cặp đôi thêm phấn chấn, thoải mái sau thời gian dài ở nhà 24/24 -24 khi thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội. Trước đó, kế hoạch phát hành phim trạng tí của Ngô Thanh Vân cũng dừng lại vì trùng thời điểm dịch COVID-19 tái bùng phát. Thông tin Ngô Thanh Vân hẹn hò giám đốc kém 11 tuổi Huy Trần khiến nhiều khán giả bất ngờ vì cô kín tiếng đời tư. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 năm 2020, cả hai dần để lộ nghi vấn qua loạt ảnh du lịch cùng địa điểm giống nhau. Thậm chí, Huy Trần còn theo bạn gái về quê đón Tết, đi chơi Đà Lạt và cùng diện trang phục đôi ảnh. Đến tối ngày 28 tháng 2, bức ảnh chụp chung đầu tiên của Ngô Thanh Vân và Huy Trần được hé lộ. Tại buổi sinh nhật của mình, cô không ngần ngại ôm eo bạn trai tin đồn, đồng thời nhẹ nhàng cho biết, có Huy bên cạnh, tôi rất hạnh phúc. Hoàng Nam